Với dân số lớn hiện giờ là hơn 96 triệu dân số và thu nhập hàng năm phát triển mạnh hơn 7% hàng năm thì thị trường Việt Nam đang là rất là tiềm năng và thu hút những nhà đầu tư quốc tế đến từ Mỹ, Úc và đặc biệt là những nước châu Á như là Nhật, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan. Và phần lớn là những thương hiệu về F&B chiếm 70%, còn lại là về dịch vụ, giáo dục và bán lẻ.